Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh bài 55 phần 1. Từ vựng tiếng Anh bài 55 phần 1. Số 1. Số 1 là toilet. Toilet thất nghiệp. Toilet là thất nghiệp. Toilet là thất nghiệp. Toilet là thất nghiệp. Số 2. Số 2 là application, đơn xin việc. Application là đơn xin. Application là đơn xin. Application là đơn xin. Số 3. Số 3 là file, là tài liệu. File là tài liệu. File là tài liệu. Số 4. Số 4 là interview, là buổi phỏng vấn. Interview là buổi phỏng vấn. Interview là buổi phỏng vấn. Interview. Số 5. Số 5 là carry. Career là sự nghiệp. Career là sự nghiệp. Career. Career là sự nghiệp. Career là sự nghiệp. Số 6. Số 6 là secretary là thư ký. Secretary là thư ký. Secretary thư ký. Secretary là thư ký. Secretary là thư ký. Một là toilet. Toilet là thất nghiệp. Application là đơn xin việc. File là tài liệu. Interview là buổi phỏng vấn. Career là sự nghiệp. Secretary là thư ký. Toilet là thất nghiệp. Application là đơn xin việc. File là tài liệu. Interview là buổi phỏng vấn. Career là sự nghiệp. Secretary là thư ký. Solet là sự nghiệp. Application là đơn xin việc. File là tài liệu. Interview là buổi phỏng vấn. Career là sự nghiệp. Solet là thư ký. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 55 phần 1 tại đây ạ.